Vẫn giữ thị trường ngoại nhưng sau nhiều biến động của các thị trường xuất khẩu, các doanh nghiệp đã nghĩ đến chuyện quay về lâu dài với thị trường trong nước. Ngay tại buổi kỷ niệm 10 năm ra đời, Sài Gòn Food, một trong những đơn vị vốn có tỷ trọng doanh số xuất khẩu đến 75%, cũng khẳng định đây là con đường mà doanh nghiệp sẽ phải đi trong thời gian tới. Với hơn 1.300 nhân lực đến nay, Sài Gòn Food đã đứng chân được ở thị trường Nhật. Tất nhiên chỉ mới dừng lại ở sản phẩm gia công. Tuy nhiên, theo bà Lê Thị Thanh Lâm, Phó Tổng Giám đốc Sài Gòn Food, làm gia công chỉ có ý nghĩa trong lúc doanh nghiệp cần gây dựng tiềm lực và bối cảnh trong nước chưa được thuận lợi. Trong định hướng lâu dài, thì Sài Gòn Food cũng tiến tới một cái tỷ lệ là phát triển cái hàng nội địa tỷ lệ cao hơn. Chúng tôi cũng đang có xây dựng những cái chiến lược về sản phẩm, về cái kênh phân phối để làm sao đó là tiếp cận với cái thị trường nội địa nhiều hơn. Nhiều doanh nghiệp cũng đồng tình với định hướng này và cho biết thực ra xuất khẩu về một nghĩa nào đó chỉ là giải pháp tạm thời, là cách để khẳng định tên tuổi trên thương trường quốc tế của doanh nghiệp mà thôi. Trong cái thị trường nội địa, cái là cái ngay tại sân nhà, là cái bền vững, là cái lâu dài. Và khi những cái nhu cầu có những khách hàng khó tính để mình xuất khẩu, thì đó là thể hiện một cái chất lượng ở tầm cao hơn.